sông Côn, ai có về sông Côn? Hỏi dòng sông xanh biết từ bao giờ, có phải từ một nguồn nước mát trôi qua gành qua thác sông lại về xuôi? Xin chào quý khán thính giả nha. Hôm nay buổi chiều lại có dịp rảnh ra đồng để quay cập nhật tình hình cánh đồng lúa trổ như thế nào đến quý khán thính giả. Đây là tình hình lúa đang trổ như thế này đây. Đấy, lúa đang bắt đầu trổ. Đấy. Đài truyền thanh cũng đang phát chương trình ca nhạc theo yêu cầu của khán giả. Đấy. Thời tiết ngày hôm nay sáng thì nắng đến trưa, nắng rất gắt. Buổi chiều thì kéo mây và có mưa từ lúc 3 giờ đến giờ. Bây giờ đã là 15 giờ 30 rồi. Mà trời còn như thế này, mặc dù mây dâng nhưng mà trời vẫn còn sáng như thế này thì gọi là có thể tối nay có thể là sẽ có mưa lớn hơn. Tại vì là buổi chiều hôm nay có mưa nhưng mà mưa nhỏ. Mây kéo dày hết, mọi người nhìn xem. Mây kéo dày đen hết. Mấy ngày hôm nay rồi, 3 ngày hôm nay rồi. Chiều nào cũng có mưa nhưng mà ngày hôm qua thì mưa tương đối lớn tí xíu. Còn hôm nay thì trưa tới giờ có mưa nhưng mà mưa còn bé. Hôm nay quay clip này, ngoài việc cập nhật cánh đồng lúa trổ ra thì mình cũng có một câu chuyện. Đó là câu chuyện về sự nhầm lẫn cơ bản của sự khác biệt nhau về văn hóa, văn minh, văn hiến. Nếu mà những ai mà đã từng học qua hệ đại học mà ở Việt Nam ấy, thì một số ngành sẽ học cái môn đó là cơ sở văn hóa Việt Nam. Cái môn cơ sở văn hóa Việt Nam thì nó có chỉ ra cho chúng ta về cách để mà phân biệt rõ ràng giữa văn hóa, văn minh và văn hiến. Thì trong đó cái nét khác biệt nhất ấy, khi người ta nói tới chữ văn minh á, là nó khác với văn hóa. Văn hóa theo nghĩa rộng là văn hóa là tất cả những gì do con người tạo ra. Đó. Ví dụ như là người Việt Nam của mình thì có cái nhiều cái nét văn hóa trong đời sống. Ví dụ như văn hóa về kiến trúc, đó. Văn hóa về lối sống, văn hóa nông thôn, văn hóa đô thị, văn hóa trong ngôn ngữ giao tiếp. Đấy. Ví dụ như vậy. Còn người ta dùng chữ văn minh thì thường thường người ta ám chỉ là về khoa học kỹ thuật, nhưng mà mặt khoa học kỹ thuật. Ví dụ như là đất nước phát triển khoa học kỹ thuật tốt đó, thì người ta kêu là đất nước đó nó văn minh. Cho nên rằng là còn văn hiến thì nó lại khác nữa. Đó là nó là những cái nền tảng tồn tại. Đấy. Những cái đó hoàn toàn khác nhau. Đó. Thường thì người ta nói là, ví dụ người ta nói là nước Mỹ là một nước văn minh. Nhưng mà không ai nói rằng là nước Mỹ thì văn hóa nó tốt hơn Việt Nam. Không ai nói thế. Nói thế là đó là cái quá trình đánh tráo. Đó. Người ta nói là nước Mỹ văn minh hay là châu Âu nó văn minh, ví dụ vậy. Tại vì cái trình độ khoa học kỹ thuật nó cao. Tuy nhiên là người Việt Nam họ cũng rất là giỏi nha. Người Việt Nam của mình giỏi lắm. Những cái gì là văn minh trên thế giới thì người Việt Nam đều học được hết. Thế thì câu chuyện trở lại là gần đây có những cái công trình nghiên cứu khoa học về mặt khoa học xã hội thì người ta có nghiên cứu và người ta nói rằng là sự phát triển mà thần kỳ, một cái hiện tượng như là phát triển
kinh tế của đất nước Nhật Bản. Đấy, thập niên 50, 60, 70 thì là họ phải nói rằng là đó là bước phát triển thần kỳ. Thì đến năm những năm 70, 80, 90 thì người ta nói là Trung Quốc là nước có thể gọi là phát triển thần kỳ. Đấy. Và Việt Nam mình thì vì nhiều cái điều kiện do cái lịch sử đất nước để lại thì mình bắt đầu phát triển nó chậm hơn. Như là những năm về sau nữa thì chúng ta có thể thấy rằng là khoảng chừng 20 năm trở lại đây đất nước Việt Nam mình phát triển cũng rất mạnh. Người Việt Nam giỏi, người Trung Quốc cũng giỏi lắm. Người Trung Quốc họ có thể họ rập khuôn, họ học theo những cái gì mà ở Mỹ hay là ở Tây Âu gọi là văn minh. Thì người Việt Nam cũng thế, người Việt Nam học rất nhanh những cái gì gọi là khoa học kỹ thuật mà ở châu Âu, ở nước Mỹ phát minh ra. Thì người Việt Nam cũng khi mà bắt đầu vào cái giai đoạn phát triển thì cũng học hỏi rất là nhanh. Và điều kiện để mà người Việt Nam đi giao lưu với tất cả các nước trên thế giới bây giờ thì nó quá thoáng đạt rồi. Điều đó dẫn đến là người Việt Nam, đất nước Việt Nam bây giờ cũng phát triển kinh tế rất tốt. Cái đó là cái không thể chối cãi được. Đấy. Nhưng mà ngoài những cái việc xét về kinh tế, xét về chính trị, xét về nhiều khía cạnh thì ở trong đó có một cái khía cạnh, đó là khía cạnh văn hóa xã hội. Thì khi mà đất nước Nhật mà phát triển ấy, thì nhiều người nhiều nhà khoa học nói rằng là nước Nhật phát triển cũng nhờ vào một phần đó là họ có một cái nền văn hóa đặc biệt phù hợp với cái giai đoạn phát triển đó. Trung Quốc tương tự cũng vậy. Thì có những cái công trình nghiên cứu mà lúc nãy mình nói thì người ta chứng minh rằng là cái văn hóa Khổng giáo nó là một cái nền tảng cũng rất tốt để phát triển đất nước trong thời kỳ hiện đại. Chứ không phải là như nhiều người nói rằng là đó là một cái thứ văn hóa lỗi thời hoặc là cái chủ thuyết lỗi thời. Thì cái văn hóa Khổng giáo bây giờ thì ở các cái nước châu Á họ mặc dù là phát triển trong thời hiện đại nhưng mà họ vẫn có những cái họ có thể áp dụng được. Vậy thì cái văn hóa làng xã lúa nước của Việt Nam nó có ứng dụng được trong thời kỳ hiện đại hay không? Thì xin thưa là có. Xin thưa là có. Ở một cái khía cạnh nào đó thì vẫn áp dụng được. Cái câu chuyện mà nước Đức hiện tại bây giờ tất cả các báo chí châu Âu tới những cái tờ báo của Mỹ rồi bây giờ ngay cả báo Việt Nam nữa cũng đưa, đó là ở nước Đức đang xảy ra cái hiện tượng là các nhà hàng phải đổi bia để lấy dầu ăn. Đổi bia để lấy dầu ăn. Thì chúng ta cũng biết rằng là ở mỗi một nước như vậy, cái nguồn dầu ăn, dầu ăn nha, riêng nói về dầu ăn thì họ lấy ở những cái nguồn khác nhau. Ví dụ như mình biết những cái nước Bắc Âu hay là những cái nước Bắc Mỹ, họ thường lấy cái nguồn dầu từ mỡ động vật. Đấy. Trong khi đấy, chúng ta biết ở những cái nước nhiệt đới như chúng ta, cái nguồn dầu ăn nó đến từ rất là nhiều. Rất rất là nhiều. Cái nguồn khác nhau. Ví dụ như là ở Việt Nam mình thì dầu đậu nành nè, dầu đậu phộng nè, rồi dầu dừa nè, rồi mỡ động vật nè. Đặc biệt như là mỡ lợn chẳng hạn. Đấy.
tất cả những cái nguồn đó họ người Việt Nam mình đều có thể sử dụng vào làm dầu ăn được hết. Nhưng mà ở nước Đức thì khi mà họ phát triển công nghiệp ấy, thì họ dẫn tới cái vấn đề đó là một số cái như là dầu ăn thì họ lại có thể tạm nói một giai đoạn nào đó họ bỏ quên, đó. Thì dẫn đến khi có cái chiến sự Nga Ukraine và cái sự khúc mắc giữa NATO Mỹ đối với Nga trong cái cuộc chiến ở Ukraine, thì dẫn đến là nước Đức và những nước Tây Âu nó bị lộ ra cái điểm yếu, đó là có những cái họ thiếu mà xưa nay họ bù đắp bằng tiền nhưng mà bây giờ thì họ không bù đắp được. Thì mới kể câu chuyện rằng là như vậy để nói rằng ủa như vậy thì tại sao nước Đức không qua Việt Nam để mà nhập dầu ăn, trong khi ở Việt Nam thì nguồn dầu ăn rất là đa dạng và rất nhiều. Rất đa dạng, rất nhiều. Mà đến mức bây giờ ở nước Đức thiếu thốn đến mức là phải các nhà hàng đổi bia lấy dầu ăn. Kể tới câu chuyện này thì nó cũng... Thứ nhất là mình cũng nói rằng là cái văn hóa nông nghiệp, cái văn hóa lúa nước của người Việt Nam mình nó rất là đặc biệt. Trong cái quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì những cái như là việc cái văn hóa tự cung tự cấp của người Việt Nam mình nó vẫn còn. Mình tin chắc là ở Đức không có cái văn hóa là đi làm về thì ở nhà thường làm một cái vườn rau hoặc là trồng rau trên sân thượng để mà chăm sóc nó. Nhưng mà người Việt Nam á, họ đi lên từ cái nền văn minh lúa nước, họ đi lên từ cái văn hóa làng xã, cái văn hóa nông nghiệp. Cho nên nhiều người mặc dù là ở thành phố rồi nhưng mà họ vẫn thích một cái không gian xanh là điều thứ nhất. Điều thứ hai đó là họ vẫn có cái văn hóa tự cấp tự túc. Tất nhiên là ở châu Âu người ta tới, người ta nhìn vào, người ta thấy điều đó, người ta thấy lạ. Nhưng mà ở Việt Nam thì rất nhiều. Chúng ta thấy bây giờ trên các cái trang báo nó có cái mục môi trường, mọi người vào xem, ở thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 2 ở mục môi trường thì người ta thường giới thiệu những cái hộ ở thành phố Hồ Chí Minh. Đôi lúc cái sân thượng mà 20 mét vuông thì họ có thể vừa làm một cái không gian xanh rất là đặc biệt, rất là đẹp, rất là đặc biệt, mà còn có thể tự cung tự cấp về rau sạch hoặc là về cây ăn trái nữa. Có nhiều nhà thì trồng dưa lưới, dưa hấu, bò vàng, bầu, nho, mướp, và có những người trồng cả đậu phộng, là lạc đấy mọi người, ngay trên sân thượng. Cho nên rằng là nếu mà người Đức mà được như học theo được cái văn hóa nông nghiệp như người Việt Nam thì có lẽ là cái hiện tượng mà thiếu dầu ăn đồng loạt chắc là không đến nỗi như vậy. Mình đã từng nhìn thấy ở thành phố Biên Hòa, ngay trung tâm nội thành thành phố Biên Hòa, mình thấy có nhiều người nuôi gà sạch, nuôi gà sạch ngay trong lòng thành phố nha, mà có thể nuôi được đến 20-30 con gà. Mọi người cứ nghĩ xem, 20-30 con gà thì một gia đình 5 người có ăn thoải mái hay không? Cho nên là ai đó có thể nói rằng là
nước Mỹ, Tây Âu thì họ văn minh, nhưng mà để nói mà gọi là văn minh hơn Việt Nam thì sẽ có cái sự liên kết giữa văn minh và văn hóa. Đôi lúc có những cái là cổ điển mà nhiều người cho rằng là lạc hậu nữa, nhưng mà qua một thời điểm nào đó thì nó lại được ứng dụng một cách đặc biệt. Cho nên là mình thấy rằng là người Việt Nam mình sống rất là linh hoạt. Sống rất là linh hoạt. Ví dụ như ở quê mình, mọi người thấy mọi người rất biết cách bảo vệ môi trường. Rất biết cách bảo vệ môi trường. Ví dụ cụ thể nhất là bây giờ mình đi rất là nhiều vùng thì mình thấy rằng là ở trên cánh đồng cua cá nó không còn. Nhưng mà ở riêng ở khu vực của mình thì mình thấy cua cá rất là nhiều. Cua cá rất là nhiều. Và những người ở đây khi mà người ta ra người ta bắt cá hay là bắt ốc hay bắt cua về người ta ăn, người ta cũng rất là ý thức đó là những cái con nào ở cái mức tuổi hoặc là ở cái kích cỡ người ta có thể dùng thì người ta bắt, chứ người ta không bắt theo kiểu là bắt tàn sát, bắt sạch, giết sạch. Đó là những cái điều rất là hay. Hơn nữa rằng là bây giờ thì người ở nông thôn người ta cũng là giữ được cái văn hóa truyền thống. Ví dụ như hôm trước mình có kể câu chuyện đó là nhiều người đi chợ vẫn thích là con cá biển mà trụng rồi á, thì người ta thích là được gói bằng lá sen hoặc là lá chuối đó, hoặc là bỏ vào cái giỏ đem về, những cái giỏ mà ở người Bắc thường gọi là cái làng á, cái làng á, đem về, chứ người ta không có thích bỏ túi bóng, tại vì người ta cũng biết rằng là cái túi bóng mà nó không tự hủy á, là khi mà đem về nhà là phải rất cẩn thận bỏ rác, chứ không để nó bay ra môi trường là nó ô nhiễm môi trường. Rồi người ở mình ấy, những cái tỉnh khác thì mình không dám nói, nhưng mà riêng ở tỉnh Bình Định mình này, cái khu vực mình ở này, cái điều kiện tự nhiên nó đa dạng lắm. Biển thì cách có 40 km thôi. Ngay ở chỗ mình ở thì là cánh đồng, đồng bằng, hay còn gọi là cái thung lũng cũng được nữa, tại vì nó cũng không lớn như là đồng bằng sông Hồng hoặc là đồng bằng sông Cửu Long, nhưng mà nó cũng là một cái vùng lúa lớn của tỉnh. Rồi chỉ đi lên từ nhà mình đi lên phía tây khoảng chừng 7 đến 10 km là cái vùng trung du, rồi đi thêm khoảng chừng 5 km, 6 km nữa là đã bắt đầu vào vùng núi rồi. Cho nên rằng là cái điều kiện tự nhiên nó đầy đủ như vậy, cho nên là các cái sản vật nó cũng khá là nhiều. Có thể trồng được cây công nghiệp, có thể trồng rừng, có thể làm lúa, có thể đánh bắt cá biển, có thể là trồng những cái loại cây ở vùng trung du. Tất nhiên là ở miền Trung thì cái khí hậu nó khác một cái là do nó cái thổ nhưỡng á, cái đất á, cho nên là cái việc mà trồng những cây như cây cà phê rồi là hơi khó. Nhưng mà ngược lại là những cây nó rất là chịu ở vùng của mình, ví dụ như cây điều này kia thì nó chịu. Về đặc thù thì nó không có cái riêng cái đặc thù nào đặc biệt, tuy nhiên là phải nói rằng là đa dạng thì ở đây rất đa dạng. Cho nên là dân ở đây người ta rất là linh hoạt. Có thể quay cho mọi người xem, ở đằng kia có một cái đám ruộng, ở góc kia có một cái đám ruộng. Người dân người ta phân ra, người ta từ một cái đám ruộng đó người ta chia ra một góc là người ta trồng cỏ để cách xoay hướng hàng ngày để có thể đủ nuôi 2-3 con bò đấy, mà không phải đi kiếm cỏ cho bò đó. Bò luôn luôn có thức ăn tươi trộn với rơm là có thể ăn được. Rồi người ta ngăn một khu nhỏ để người ta trồng rau muống, thế là người ta nuôi được lợn. Và cái khu còn lại khoảng chừng cái này chắc khoảng chừng 500 m2 thì người ta làm lúa. Đấy.
Như vậy là trong một cái đám ruộng này thì người dân đã rất là đa năng đó, chia cái đám ruộng này ra để mà làm đó. Chúng ta thấy không, đây phía đây là trồng cỏ, ở đây có một cái ao rau muống đó. Phía bên này thì lại có một cái đám lúa đấy. Nhưng mà thực ra cái cụm này thì nó chỉ là một đám ruộng thôi đấy. À, thường nữa là người ta chọn những cái đám ruộng sát gần cái làng như thế này để người ta làm những cái này. Lý do tại sao? Thứ nhất, gần làng như thế này thì cái việc mà đi ra cắt cỏ vận chuyển nó dễ, bón phân đồ này kia cho cỏ nó cũng dễ. Cái thứ hai là gần làng như thế này thì việc làm lúa ấy, là nó thường thường là nó bị mấy cái lũ tre làng này nó ra rễ. Thì cỏ thì nó mạnh hơn thì nó khỏe mạnh thì nó tốt tươi, nhưng mà lúa thì sát như thế này thì khi mà lá tre nó rụng xuống, những cái đợt mà xạ lúa mà bị lá tre nó rụng nhiều thì cái lúa nó cũng yếu hơn, năng suất nó thấp hơn. Cho nên cái cách mà chọn những đám ruộng như thế này để chia ra làm đa năng là ở quê mình nhiều lắm. Ngoài ra nữa thì thường thường ví dụ như đơn cử như cái vườn nhà mình đi, thì cái vườn nhà mình mặc dù là nó trong vườn nhà thì nó chỉ khoảng chừng 700 mét vuông hơn chút, nhưng mà mình cũng có thể chia ra mình trồng rau ăn hàng ngày đầy đủ, rau sạch, vừa rau cải vừa xà lách rau thơm đấy, mình trồng xen vào nhau. Tại vì là người ở đây người ta cũng ít làm như mình lắm, người ta trồng rau thì trồng rau hết, mà trồng cây thì trồng cây hết, nhưng mà mình thì mình sẽ trồng xen canh. Ví dụ như ở trong vườn mình trồng hoa mai thì cái khoảng cách mà trồng hoa mai thì đến 1,5 m 2 m một cây, mà cho nên rằng là ở giữa cái khoảng không đó em có để em gửi cho. Đấy, ở quê là như vậy. Đi ngang thì chào hỏi nhau rồi giúp đỡ nhau những công việc nhỏ như vậy. Và bây giờ thì trời cũng sắp tối rồi. Mình kể thêm một cái câu chuyện về trồng rau như vậy. Có lẽ không biết là kết thúc ở cái đoạn nào, cho nên là thôi, trời tối rồi, mình sẽ phải tạm dừng video ở đây để mình đi về. Đấy. Rồi có dịp khác thì mình lại kể cái câu chuyện sự khác biệt về văn hóa và cái sự linh hoạt của người Việt Nam nó như thế nào. Và từ đó mình sẽ dẫn đến cái câu chuyện đó là người Việt Nam khi ra nước ngoài thì sẽ như thế nào. Có còn giữ được cái văn hóa lúa nước hay không, văn hóa làng xã hay không, thì câu chuyện đó thì sẽ được tiếp tục ở những cái kỳ sau. Bây giờ thì xin phép quý khán giả là sẽ tạm dừng video. Xin chào, hẹn gặp lại. Mọi người nhớ đăng ký kênh, like và share để ủng hộ kênh. Xin cảm ơn rất nhiều. Bên bờ sông Côn, ai có về sông Côn ngắm bài dâu xanh đắm dây đôi bờ. Có phải người nuôi tầm năm trước say xưa cùng sông nước xanh lại màu xanh. Quê hương ơi hỡi quê hương, gửi mến thương tới dòng sông ước hẹn. Bình Định ơi nắng đẹp đang về với quê ta, chiều bên bờ sông Côn có ai quay sợi tơ vàng trong nhịp thời gian.